2 là chắn phía trước để cho hai con xạ thủ với sự bảo kê của Yumi được xả sát thương một cách tối đa. Gragas được khóa lại dành cho Dudu. Một đội hình khá là cổ điển đến từ bên phía của Hangwon Esports. Bên phía bên kia thì KT họ cũng có bốn con bài thực sự là cực kỳ quen mặt. Zavan, Orianna kết hợp thêm cả Felius và Lulu là những công cụ giao tranh 1-4 rất là tuyệt đối đến từ KT. Để xem là họ sẽ thể hiện như thế nào ở trong cái ván đấu đầu tiên này đối đầu với một đội hình hai xạ thủ của Hangwon Esports. Ván đấu đầu tiên của đối đầu giữa KT Roster và Hangwon Esports trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2022 trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Các bạn đừng quên để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ cho kênh phát sóng chúng tôi với bản quyền phát sóng thuộc về Box Sport. KT và Hangwon Esports rõ ràng đều rất mong cầu một chiến thắng ở trong ngày thi đấu hôm nay để họ có thể cải thiện thứ hạng của mình trên bảng xếp hạng, bám đuổi top trên. Người thắng sẽ có thêm một chiến thắng nữa để nâng tổng số trận thắng của mình lên con số 2. Điều kiện khá là tuyệt vời trước khi mà chúng ta bắt đầu sang bài top 20. Có Orion những ngày hôm nay, mùa giải trước thì anh ta đánh luân phiên cùng với Morgan. Nhưng mà cái độ hiệu quả thì chắc chắn sẽ không có hơi khó để có thể mà kiểu dạng cạnh tranh lấy một vị trí đánh chính khi mà anh ta phải dự bị dành cho Morgan. Cốt đang có một cái vòng rừng mà anh ta vừa bỏ một gần như là một nửa bãi người đá. Anh ta chỉ ăn con bãi người đá lớn thôi và di chuyển ngay lập tức xuống khu vực đường dưới để có thể bảo kê dành cho cặp đôi Aiming cũng như là Light. Nhưng khu vực đường giữa thì solo kill dành cho Aria. Ví dụ khu vực đường trên và khu vực đường dưới, thế lính lúc nào cũng luôn đẩy dành cho bên phía của KT. Một tình huống khởi động con sứ giả và đội hình đến từ bên phía của Hangwon Light vẫn đang còn đủ đầy ở đây nha. Karis về nhà và anh ta sẽ xách cái gói hàng ra, nhưng mà cái tốc độ ăn con sứ giả này tương đối là nhanh dành cho đội hình đến từ bên phía của KT. Họ sẽ là đội tuyển kiểm soát được con sứ giả đầu tiên của ván đấu. Gia tăng thêm một chút khả năng chống chịu và co quay trong giao tranh, nhưng đây là chương cuối. Area không còn tốc biến và anh ta đi lạc rồi. Xoáy kể cả là 30 người thì cũng sẽ không giúp cho anh ta thoát thân trong tình huống này. Chiến công dành cho Karis. Không có cách nào để cho một con Orianna không có tốc biến có thể lùi về được. Một đều dành cho Hangwon Esports ở phút thứ 10 với một tình huống họ vây bắt được kiểm tỏa thành công con Orianna đứng giữa của Aria. Nhưng ngay lập tức KT Roster có câu trả lời khi mà đây sẽ là con rồng đầu tiên của bàn đấu ở phút thứ 11 dành cho họ. Khu vực đường dưới thì cũng đã có món trang bị lớn dành cho Sam đi rồi, nhưng mà cái thế trận khu vực đường dưới này thì đang thuộc về danh phía của KT Roster. Trụ đầu tiên ở trên toàn bản đồ đến từ cái sự xuất sắc của Lai cũng như là Embin thì nó đang chuẩn bị thuộc về danh phía của KT. Chút đường dưới ở trước phút thứ 14 dành cho Aiming, đường rất lớn được dồn vào túi của xạ thủ bên phía của KT, nhưng đây là pha Aria anh ta có thể gặp nguy hiểm, bị dính làm chóa và không có đường nào để thoát cả. Chiến công thứ hai dành cho bên phía của Hangwon Esports, chạm mặt và chắc chắn có điểm hảo thủ. Không có cách nào để cho một con Orianna kể cả có tốc biến đi chăng nữa thoát được một con Viego có con Yumi ở trên lưng. Và điểm hảo thủ thứ hai dành cho Hangwon Esports, họ đang liên tục khai thác của khu vực đường giữa. Cánh trên thì Aiming. Như tôi đã nói thì cái việc mà bạn giải phóng sớm một con Aphelios để còn nó có thể lấy thêm được những lượng máu trụ ở những cái trụ còn lại của đối phương là một cái điều kiện tiên quyết đến từ KT Roster, cái điều kiện thắng của họ. Và họ vẫn đang làm ổn. Có chăng là Aria anh ta đang giữ trận hơi chút lỗi ở khu vực đường giữa mà thôi. Lính cánh dưới đang là lính đẩy dành cho bên phía của KT Roster và Hangwon Esports. Họ sẽ cần phải có người cắt cử vào đây để phòng ngự. Họ không thể cù nhây với đối phương quá lâu ở khu vực hàng rồng được. Cầm gói hàng tới từ vị trí của Karis và anh ta bắt buộc phải sử dụng nó khi mà hết thời gian. Đây là lúc KT Roster tiến ra và kiểm soát ngược trở lại con rồng thứ hai của bản đấu. Và hình như là Hangwon Esports có ý định bỏ rồi. Hết gói hàng rồi và được lính khu vực đường dưới cũng đang được giải tỏa đến từ bên phía của KT. Có thể thấy pha kiểm soát rồng này khá là kỹ dành cho phía của KT Roster. Họ chưa vào vội bởi vì họ thấy Karis có gói hàng. Họ lùi ra ở một dịp chờ cho thời gian hiệu lực của gói hàng này hết. Và quan trọng hơn nữa, Rascal cũng đã có một cái vị trí đứng núp khá là an toàn. Anh ta chích hẳn về phía bên mạng phải để tạo ra cái áp lực tạt cánh dành cho bên phía của Hangwon Light. Và gia tăng thêm những cái lượng trang bị về sức mạnh kỹ thuật. Nó sẽ làm cái vọng âm Luden, những cái pha tên lửa định hướng của anh ta nó gây nhiều áp lực hơn trước thềm giao tranh. Và đây là chương cuối sau nét ve đến từ vị trí của Sam đi gặp nguy hiểm Vista. Aiming anh ta mất quá nhiều máu và anh ta đang bị out khỏi giao tranh. Điểm hạ gục dành cho Karis đóng lồng lại hai mạng dành cho bên phía của Hangwon Light. Combo thành công và đấy là cú nhặt xác đối từ Onflick. Và một đổi hai có lợi dành cho Hangwon Light trong tình huống đẩy này của họ. Họ sẽ cố gắng tấn công vào cái trụ thứ nhất ở khu vực đường giữa của đối phương, nhưng vừa rồi là cú xoáy lấy máu của Sam đi. Bắt buộc Vista phải có được những tình huống hồi phục ngược lại cho đồng đội của mình.
thì với những cái tình huống lăn vùng tốc biến đến từ Dudu, cái áp lực là rất là nhiều. Có cái điểm thú vị khi mà các bạn thấy được cái lượng sát thương gây ra trong cái ván thi đấu này đến từ bên phía của Hàng Wildlife Sports. Mặc dù đội hình của họ sở hữu Koki, sở hữu Jin, sở hữu rất là nhiều những mẫu chất tướng khác, nhưng vị tướng đang gây nhiều sát thương nhất trong đội hình đến từ bên phía của Hàng Wildlife Sports đó chính là một chú mèo của V-Star, với lượng sát thương đâu đó sẽ rơi vào khoảng chừng con số hơn 4.000 ở thời điểm hiện tại phút thứ 23 của ván đấu. Và cả hai đội tuyển tôi nghĩ sẽ cố gắng để có thể tranh chấp, hay là nó sẽ rơi vào cái thế một bên bỏ rồng sau đó cố gắng để có thể lấy trụ cái đường nào đó ta. Tôi nghĩ sẽ tranh chấp rồng thì nó sẽ khiến cho ván thi đấu nó cởi mở nhiều hơn. Và tại thời điểm này thì bên phía của KT cũng đã mở ra được cái trụ thứ nhất ở khu vực đường giữa rồi, khiến cho cái khả năng kiểm soát của họ cũng sẽ được gia tăng thêm bội phần. Đây là định hướng rất đau đến từ Karis. Khi mà Lulu trong tay của Lai dính một cú tên lửa thương thôi, đó chưa phải là big bomb nha. Lượng sát thương gây ra đã là cực kỳ khủng khiếp rồi. KT đang chủ động là người kiểm soát rồng. Rồng còn 2.000 máu. Và Onflix sẵn sàng, cú xoáy không trúng ai tới từ Aria và cướp thành công rồng đến từ vị trí của Onflix. Mục tiêu đã được hoàn thành và Hàng Wildlife Sports họ rút lui rồi đó. Ván thi đấu vẫn đang rất là chậm. Nãy giờ chúng ta có được những cái tình huống va chạm thì đa phần là đến từ một vài những cái sai lầm đến từ những người chơi cá nhân mà thôi. Và đội hình của phía đối phương chấp ngay lập tức để có thể trừng phạt những cái sai lầm đó. Em Minh đang đứng lên hơi cao, Onflix không thể làm choáng. Em Minh gặp nguy hiểm, anh ta bị dính quá nhiều hiệu ứng của đối phương và tiếp tục lên bảng điểm số thùng rượu nổ. Cứt bắt buộc phải tốc biến để có thể lùi về. Và lại là Aiming anh ta đứng cao, không có thanh tẩy đến từ Aiming. Và live thì anh ta lên vướng biệt trước, chứ không phải là một cái hòm bảo hộ để có thể giải đi lượng hiệu ứng khó chịu của Hàng Wildlife Esports. KT mất đi xạ thủ người cầm rất nhiều tiền và tài nguyên, thì lấy đâu ra sát thương để có thể giao tranh với đối phương trong tình huống tranh cướp Baron này đây. Bị quá đau đến từ Karis. Và KT bắt buộc phải lùi về. Hai sai lầm đến từ Amin là hai sai lầm rất là tai hại. Anh ta là người đang được dùng tài nguyên, anh ta rất xanh, xanh hơn so với Sam đi. Bởi vì anh ta lấy trụ trước, anh ta bảo đi cho mình nó lớp giáp trụ khu vực đường dưới nữa. Rất gần ly hồn dòng nước. Thêm một chút về cái điều kiện thắng cũng như khả năng tăng tiến sức mạnh của cả KT roster và Hàng Wildlife, để xem là bên nào sẽ kiểm soát tốt hơn trong cái tình huống này đây. Rồi, đã có thêm trụ khu vực đường dưới dành cho phía của Hàng Wildlife Sport. Gói hàng cũng đang được sử dụng khá là sớm dành cho Karis. Nhưng mà liệu rằng khi mà tới khúc mà con rồng 5 nó xuất hiện thì cái gói hàng này cũng đã hết thời gian hiệu lực. Nếu muốn đánh thì cần phải có một cái pha đột biến đến từ bên phía của Hàng Wildlife. Đội hình đến từ bên phía của KT họ cũng đã rút một cách rất là nhanh chóng và chưa có bất kỳ với sức ép mở giao tranh nào dành cho bên phía của Hàng Wildlife Sport cả. Gói hàng gần như đang đi đến với những cái điểm cuối của thời gian rồi. Sabi gặp nguy hiểm, sát chiêu hoàn hảo được kích hoạt từ từ Rasko. Lượng sát thương của anh ta là cực kỳ lớn kết hợp với anh mình. Điểm hạ gục dành cho sát thủ bên phía của KT roster, họ đang muốn tấn công khi đối phương đã mất đi một trong hai xạ thủ. Anh mình bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy với lượng sát thương cực kỳ lớn đến từ vị trí của Karis. Karis vẫn đang sống và tiếp tục gây sát thương. Aria đặt cầu ra, cố gắng đẩy lùi đối phương, cú xoáy nhắm vào vị trí đứng dựa của đối phương nhưng tốc biến cố gắng dứt điểm thành công này. Không, câu trả lời là không khi mà anh mình tới kịp thời và hai xạ thủ với người đi rừng bên phía của Hàng Wildlife đã nằm xuống. Thì đây nhiều khả năng sẽ là con rồng thứ ba dành cho KT roster trong trận đấu này. Quay ngược trở lại để có thể tấn công, Vista đang ở trên người của Dudu, nhưng có lẽ như là cặp đôi này chỉ cần phải rút lui mà thôi. Lượng năng lượng đến từ Dudu bây giờ đang tương đối là thấp. KT vẫn còn hai chủ lực, mặc dù Aria thấp máu nhưng mình đứng trong bụi không có tầm nhìn và anh ta hạ gục thành công đứng giữa đối phương. Và đây là một pha bật giáp giá tốc áp sát đến từ Rasko. Sát chiêu hoàn hảo kích hoạt, anh ta có luôn cho mình phi tiêu chính xác. Sát chiêu hoàn hảo lần hai có và solo kill dành cho đường trên bên phía của KT roster, nhưng đó là một đổi một khi mà anh ta bị trụ bắn quá nhiều. Góc này thì Onflix lên bảng với một tình huống anh ta bị vây bởi 4 người KT. Đây có thể sẽ là trụ 2 khu vực đứng giữa dành cho KT roster khi họ đã hạ gục thành công 2 người của đối phương. Lợi thế về người và rõ ràng là một mình Dudu là không đủ để phục vụ. Mú ác thật sự đến từ Rascal trong pha thi đấu vừa rồi. Anh ta kích cái giáp da tóc hóa cuồng lên để có thể gia tăng thêm khả năng áp sát. Và đừng quên rằng ở đây vẫn là con Akali có cái lượng sức mạnh phép thuật chứ không phải là không. Vũ trụ nguyền rủa, ngọn lửa hắc hóa và chưa kể đâu dạy pháp sư nữa. Đã hồi lại sát chiêu hoàn hảo và áp lực lại tiếp tục được gia tăng đến từ đường trên bên phía của KT roster. Cái combo trang bị rất khó chịu đến từ Rasko. Anh ta vừa có máu, anh ta vừa có giáp, anh ta vừa thêm được lượng chống chịu và củ quả đá combo chúng thành công được Karis. Cú xoáy chưa được tung ra nhưng cảm giác đội hình bên phía của Hàng Wildlife Sport đã không thể chịu nổi lượng sát thương đến từ con Aphelios trong tay của Aiming. Sát chiêu hoàn hảo phi tiêu gặp Rasko nhưng mà không dành cho đường trên bên phía của KT. 3 mạng dành cho KT roster và họ đang tìm kiếm cú quét sạch với việc Dudu.
được gắn bởi Yumi trong tay của Vista, nhưng làm thế nào anh ta lùi về được đây? 5 người bên phía của KT vùng vây vào cú xoáy bây giờ mới được tung ra. Vista bắt buộc phải nhảy ra khỏi người của Dudu khi Dudu nhấn đồng hồ. Đây sẽ là cú quét sạch cho KT Roster cùng chiến thắng của họ ở bàn đấu đầu tiên. Một pha mở giao tranh quá tốt đến từ Curse khi mà anh ta núp ở khu vực bãi chim, anh ta lao thẳng vào giữa ba thành viên của phía đối phương, hất tung được con bài cocky của Karis. Ánh trăng dẫn lối lần này nó rất là đẹp đến từ Armin và gần như Karis không được chơi game. Xạ thủ thứ hai đến từ bên phía của Hangolai cũng không được chơi game với một cái khả năng áp sát quá khủng khiếp với con bài Akali của Rasko. Và đó là một tình huống mà hai ngòi nổ chủ lực, hai vị tướng xạ thủ đến từ bên phía của Hangolai không, gần như là không gây ra được bất kỳ một cái lượng sát thương nào cả. Pha giao tranh hoàn toàn tan vỡ dành cho bên phía của Hangolai, chiến thắng 1-0 nghiêng về cho bên phía của KT Roster. Rồi ok, như vậy là chúng ta đúng như Hoàng cũng đã chia sẻ là sẽ là một con bài Lee Sin ở khu vực đường trên. Như vậy thì cái khả năng gắn kết giữa Javan và Lập Lăng thì thật ra nó không có bằng so với Lee Sin, nhưng thôi dù sao vẫn sẽ là một trong những cái con tướng gia cố thêm được cái khả năng mở giao tranh. Và đừng quên rằng ở trong ván thi đấu vừa rồi, Javan của Curse đã có một tình huống mở giao tranh ở khu xung quanh khu vực đường giữa, tạo ra được một cái đột biến rất là lớn. Ván đấu thứ hai của đầu giữa Hangolai Esports và KT Roster chuẩn bị được bắt đầu. Ván đấu trong khuôn khổ LCK mùa xuân năm 2022 được phát sóng trên kênh YouTube chính thức của LCK tiếng Việt. Các bạn đừng quên để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ cho giải đấu cũng như bản quyền phát sóng thuộc về Bosport. Vẫn đang rất là chậm nha. Đợt lính đang được tích cũng lớn ở đường dưới và đường giữa. Thì đây là cái cơ sở dành cho bên phía của KT để có thể khởi động con rồng. Họ đang có cái việc kiểm soát rồng ổn và bên phía của Hangolai có lẽ cũng không kịp để có thể di chuyển ra. Họ phải giải quyết những cái quay lính đang đẩy vào trước cái đã. Và Alfred cũng không có nhiều lắm cơ sở, cũng như cái lượng thông tin, lượng tầm nhìn cũng hạn chế đến từ bên phía của Hangolai. Không có gì phải vội vàng cả, quyết định là giữ lại chiều, chờ đợi cho những tình huống mà tranh cướp mục tiêu tiếp theo của bản đấu. Và điển hình là con sứ giả đầu tiên của ván này, Karis có thể phải mất tốc biến, nhưng đó là hai lần biến ảnh. Aria đang cố gắng xích, anh ta có cú xích thành công và đảm nhiệm điểm hạ gục chiến cướp đầu bây giờ. Rồng đang được ăn 15 phút và chúng ta đang có được rồng nguyên tố thứ hai. Hơi trễ nhưng vẫn sẽ là một cái áp lực mà đội hình đến từ bên phía của Hangolai phải bắt buộc di chuyển để có thể di chuyển ra tranh chấp, nhưng tốc độ là không kịp. Rồng sẽ thuộc về dòng phía của KT Roster, nó khiến cho pha giao tranh rồng ba chắc chắn sẽ đáng xem hơn dành cho cả hai đội tuyển. Và đó là rồng nước, một con rồng mà tôi nghĩ rằng cũng tương đối là thích hợp trong cái pha giao tranh kéo dài. Rasko liên tiếp là người chơi đẩy đường tốt nha. Với cái việc mà đẩy đường tốt thì dù sao Dudu cũng phải mất những cái chỉ số lính khi mà farm lính ở trong trụ. Chênh lệch hai người chơi đường trên bây giờ là có xích trống. Aria đang đợi hồi chiều đọc nhiều khi là solo kill nhà tốc biến đến từ Aria và đó là một tình huống đăng ký thành công. Solo kill dành cho đứng giữa bên phía của KT, nhưng anh ta ngay lập tức phải trả giá với tính mạng của mình. Onflick là người có được điểm hạ gục với sự phò tá đến từ con mèo của Vista, nhưng cánh trên này thì Dudu gặp nguy hiểm. Tốc biến tiếp hay đó là lát mục hay đến từ vị trí của Dudu với pha solo kill vừa rồi của anh ta ở cánh trên. Và khoảng cách đến từ Onflick là tương đối xa rồi, thì sau đó cũng là phần sân bên phía của Hangolai Esports, và Karis có thể hỗ trợ bất cứ lúc nào với cái bóng đen đoạt mệnh chiêu cuối mà còn Vex mà có thể tạo ra vùng hoảng sợ cực kỳ khó chịu. Onflick đứng giữa hai người của đối phương và anh ta có thể gặp nguy hiểm khổng lồ hóa được tung ra, nhưng Onflick hạ không thành công được, cứ quay lại combo và Aria. Và Aria có thể lên bàn điểm số trong tình huống này. Cú xích của Aria thành công trả mạng ngược trở lại, sử dụng biến ảnh thoát thân thành công. Live đang đợi đồng đội tới, người tới là Aimee. Ánh trăng dẫn lối tung ra nhưng góc quay Sammy có mặt. Sammy có mạng đầu tiên của mình, tiếp tục giao tranh đến từ cả hai đội. Tạm thời sẽ phải lùi ra một lượng chiêu thức đến từ cái bên là hết rồi. Rasko sẽ chen những phát đạn đến từ sân khấu được bật của Sammy. Và mỗi bên đều mất cho mình những cái con người trong tình huống giao tranh. Khi mà Hangolai Esports mất Onflick, còn góc này thì mất hai người đến từ KT, đó là Curse cũng như là Light. Hai bên vẫn đang nhấp nhả nhau. Lượng máu mất đi của Onflick là khá lớn, nhưng anh ta đang có Yumi ở trên lưng và khả năng hồi phục của anh ta chắc chắn là sẽ đủ. Né thành công cũng đập choáng đến từ vị trí của Onflick. Bây giờ bằng triệu giữ chân hai người, Aria có cú xích thành công nhưng không có follow up đến từ KT. Mục tiêu tối thượng của họ ở thời điểm hiện tại vẫn sẽ là con rồng thứ ba của bản đấu, khi họ đã sở hữu hai con rồng rồi trên bản đồ rồi. Armin đã đổi súng được, nãy giờ tôi thấy anh ta giữ súng trọng trường hơi lâu và bây giờ anh ta đã có thăng hoa lưng cũng như cái súng huyết tinh. Những tình huống nhấp nhả bất biến, Optic giữ chân thành công ấy. Mình là mục tiêu, anh ta bị hoảng sợ và phải lên bảng điểm số. Vex trong tay của Karis là người có được điểm hạ gục và Live chạy đi đâu đây, anh ta sẽ là người thứ hai nằm xuống góc này thì solo kill à?
Không, có sự hỗ trợ đến từ cơn Rasko hạ gục thành công được AB, chính xác hơn là thành công được Sandy. Dòng thuộc về bên phía của hàng Riot Esports và họ sẽ lùi về khu vực đứng giữa để phòng ngự, được lính được đẩy vào ở vị trí của Aria. Khó chịu, thực sự là Yumi là một con bài rất khó chịu khi mà cái khả năng cầu máu đến từ Aria. Do thì anh ta không còn chiêu cuối để mô phỏng bất cứ một chiêu thức nào nữa trong tình huống hào tranh hàng rồng này. Nó bắt đầu dựng sân khấu lên, không cướp được dòng đến từ Onflick, anh ta gặp nguy hiểm chiêu cuối, bắt buộc phải kích hoạt đến từ vị trí của Onflick. Chính xác hơn là vị trí của Vista, đẩy về tốt nhưng Rasko lập tức đá vị trí của Dudu về. Cú đóng lòng hai người đến từ cơn ánh trăng giận tối, nó trúng vào người của Onflick. Nhưng bên này thì cơn lên bảng điểm số, combo hút tới từ Onflick và anh ta không thể nào đào thoát được. Xích không thành công đến từ vị trí của Aria. Tôi nghĩ rằng giao tranh sẽ đến đây thôi. Bên phía của Kiki lấy được những thứ họ cần, đó là con rồng thứ ba của bản đấu. Họ mất một người đến đó là Kurt. Góc này thì mất hai người. Thành tẩy nghe tức phải sử dụng đến từ vị trí của anh mình. Phát đạn thứ tư vừa rồi được né bởi đồng hồ. Cú combo đến từ Aria nhưng ngay lập tức là kiệt sức đến từ Vista. Rasko follow up theo và liệu cũng phải là điểm hạ gục hay không đây. Hồi máu rất nhiều đến từ Yumi nhưng cuối cùng thì Vex cũng nằm xuống. 7 đều dành cho Hanwha Esports và KT Roster ở phút thứ 27. Mọi thứ chỉ là nếu mà thôi, bên phía của KT họ là người gặt hái được rất là nhiều những cái điểm hòa gục, tiếp tục tấn công ra khu rừng giữa đến từ Curse. Lần này thì anh ta chưa vội sử dụng cái đại địa chứng. Ủi, mở ra tay nhìn lại đến từ cái chừng. Abing lại bị bắt lại, mong anh ta mất quá nhiều và Abing lại nằm xuống và không kịp ua gì cả. Kịp tung ra cho mình cạnh chân dẫn lối, 1 đổi 1. Khi mà Vex trong tay của Karis cũng phải lên bảng theo với sát thương cuối cùng như là thuộc về Rasko thì phải. 8 đều. Nhưng lại một lần nữa, con Aphelios không có tốc biến, là người hỏi thăm xem đi cũng không có tốc biến trong tình huống này. Và Vista đang ở một góc rất xa, không thể bảo vệ được AD của mình. Onflick đang được Vista cọng trên lưng. Đây là tình huống mà Aria tiếp cận với biến ảnh. Anh ta xích thành công, giữ chân thành công đối phương. Không còn mô phỏng xích nữa, bắt buộc phải lui về từ 3 thành viên bên tiếng của KT Roster. KT và Hanwha sẽ hướng tới con rồng thứ 5 của bản đấu, nơi KT nếu ăn được nó thì họ sẽ sở hữu linh hồn rồng nước trong bản đấu này. Linh hồn sẽ giúp cho họ gia tăng thêm một chút những cái ngưỡng sức mạnh, cái khả năng cò quay trong giao tranh để có thể cân bằng lại với khả năng hồi phục đã khá là ổn đến từ bên phía của Hanwha Esports với con Yumi rồi. KT vẫn đang thiết lập mắt xung quanh cùng hàng rồng, còn Hanwha Esports thì chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra một cách đơn giản đâu. Bắt đầu có những tình huống làm mềm trước. Con rồng đang là mục tiêu tối thượng mà bên phía của KT sẽ cố gắng hướng tới. Rồng thuộc về cho Onflex. Vẫn chưa có bất kỳ linh hồn rồng nước nào dành cho bên phía của KT cả. Một đợt lính đang được đẩy chậm dành cho bên phía của Hanwha ở cánh dưới cũng như cánh trên. Nhưng họ chưa đủ người để có thể phòng ngự. Đây là cơ hội để cho cái nhịp đẩy đầu tiên đến từ bên phía của KT Roster. Karis đứng tạt ở một cánh nhưng ta bị đẩy ra đến từ Rasko. Ui, đã trúng hai thành viên và đó là Sunny bốc hơi ngay lập tức. Quay ngược trở lại với một cái đại địa chấn, ánh trăng dẫn lối cũng tương đối là đẹp dành cho Emin, nhưng cơ sở để có thể áp sát dành cho Emin là chưa có. Đội hình đến từ bên phía của Hanwha Line bị đánh cho tan vỡ. Rasko một mình tả xung ngũ đột phía bên trong, phía sau đội hình đến từ bên phía của Hanwha Line. Đột biến là đây chứ đâu nữa. Nếu như không có Akali để anh ta có thể ngay lập tức lao vào và có những pha nhất kích chất sát đối phương thì anh ta có một cú đá ngược. Một cú hình như là triple kick thì phải nếu tôi nhìn không lầm. Và cái KT Roster lấy được hai mạng của đối phương, sau đó họ sẽ có một con bằng. Nghĩa là anh Linh vừa cáp thanh san xong rồi học được mấy câu tiếng Hàn gì ấy không mà dịch thuật chuẩn thế ấy, mình lại bị dính cho mình chương cuối và anh ta mất thêm cả thanh tẩy và tốc biến để có thể thoát thân về. Karis mất quá nhiều máu trước cú combo của Aria. Mỗi bên đều mất những thứ rất là quan trọng, nhưng có vẻ như Hanwha Esports là người mất nhiều hơn. Họ bắt buộc phải lùi về, không còn đủ máu để phòng ngự nữa. Đây sẽ là trụ hai khu vực đứng dưới dành cho bên phía của KT. Họ đang hướng tới trụ ba khu vực đứng giữa khi mà Rasko đã bào được gần hết máu của cái trụ này rồi. Đây sẽ là cái trụ thứ ba đầu tiên dành cho KT Roster, nó nằm ở khu vực đứng dưới. Họ đang hướng tới đường đầu tiên ở trong bản đấu này. Đội Bula Baron đang được triển khai một cách rất triệt để. Ui, tấn công vào vùng của Kết, một lượng máu mất đi cũng đáng kể nha. Không về kịp, combo kỳ kích vừa rồi không về kịp, cũng không có khổng lồ hóa nào dành cho Kết cả. Áp sát đến từ Onflick, anh ta đang muốn có được thêm nhiều điểm hạ gục, nhưng sát đun đến từ Armin không thể nào coi thường được. Và Onflick đã phải lên bàn điểm số, dịch chuyển ngay lập tức đến từ Rasko, nhưng anh ta bị hoảng sợ bởi Vex phải chủ động tốc biến đến từ Karis để có cái vị trí an toàn. Và chỉ dừng lại ở một tình huống trao đổi về điểm hạ gục mà thôi. Bốn thành viên đến từ bên phía của KT vẫn bắt đầu tràn vào. Một mega khu vực đường dưới và trước đó đã có một mega khu vực đường giữa dành cho bên phía của KT Roster. Và mọi thứ vẫn đang nằm trên bàn cân, nhưng nó hơi nghiêng nghiêng về cho bên phía của KT với những cái lợi thế về mặt đội hình mà họ đang sở hữu.
Combo chính xác, mục tiêu lại là Onyx dính đóng lòng tốc biến bộ chạy đến từ người rừng bên phía của Hawkeye Spot, nhưng góc này Rascal anh ta đang quẩy bị dính hoảng sợ tạm thời không thể đá ai được về ngược trở lại cả, nhưng Karis tiếp tục là mục tiêu không còn gì để chạy được cả và đường giữa bên phía của Hawkeye Spot nằm xuống. Góc này thì Dudu chạy đâu đây, khả năng đu bám quá khó chịu đến từ Rascal, cú đá ngược về Dudu anh ta chắc chắn sẽ nằm xuống, quan trọng là ai ăn nó mà thôi, người có được điểm hạ gục đó là Rascal. Tự làm tự ăn đến từ đường trên bên phía của KT Roster. Và họ sẽ hướng thẳng xuống khu vực đường dưới để chở những thương lính rất lớn được đẩy vào với tiền thủ trì. Và đây có thể sẽ là tín hiệu kết thúc ván đấu dành cho KT Roster để hoàn thành trận thắng 2-0 của họ chưa hàng còn lại. Một trụ nhà chính rồi, hai trụ nhà chính, Rascal vẫn đang tả xung hữu đột. Và vừa rồi sức ép để thể phản công ngược trở lại, Âm Minh được bắn free không còn đủ sức nữa rồi. Một pha lao thẳng vào trong cái bể hồ nước của bên phía đối phương, mặc dù có giáp thiên thần nhưng không thể nào kích hoạt được. Nhưng thôi, dù sao thì đó chỉ là một cái tình huống thăng hoa đến từ công bài Lee Sin của Rascal mà thôi. Chúng ta đã có chiến thắng 2-0 nghiêng về cho bên phía của KT Roster.